Khi mà tôi đi tu bụi 3 năm vòng quanh nước Mỹ, tôi có cơ hội được gặp khá nhiều các bạn trẻ. Mặc dù thời điểm tôi đi là 2011, mà tôi đã gặp khá nhiều các bạn trẻ trên các cái trail, tức là những cái con đường đi bộ đường dài, như là PCT, là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương á. Và tôi gặp rất nhiều bạn trẻ đi trên đó, gọi là hiker, những người đi bộ. Và khi tôi tới những cái nông trại để làm tình nguyện viên, như là ở những cái tiểu bang xa xôi hiểu lắm, như là Idaho, Wyoming, Dakota, hay là Iowa, hay là Alaska, gặp rất rất nhiều các bạn trẻ đến để làm tình nguyện viên. Có nhiều bạn đến vài tuần rồi về, sau khi học đại học xong thì đến đó làm tình nguyện viên rồi về. Có nhiều bạn đang học đại học nói chừng bỏ dở để lên đó một thời gian mà chưa biết là tương lai sẽ ra sao. Có những bạn đang là luật sư, danh tiếng, có rất nhiều tiền, nhưng mà cũng đến đó ở vài tháng trời. Và cũng có những bạn đang là doanh nhân thành đạt, đến đó làm những công việc đồng áng, tay chân bụi bặm. Tôi hỏi thì bạn định ở đây bao lâu? Bạn đó nói không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang rất là tự do, đang rất là hạnh phúc. Khi chúng ta có cơ hội ngồi xuống để tiếp xúc, để lắng nghe câu chuyện của những người đó, thì chúng ta mới cảm thông được tại sao họ lại làm quyết định như vậy, mặc dầu có thể chúng ta không hoàn toàn đồng ý cái quyết định đó. Và cái kinh nghiệm hơn nữa là khi chúng tôi có bản hoa anh đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, và chúng tôi đã giúp đón nhận rất nhiều em trẻ, nói trẻ chứ vẫn có các bạn đã lập gia đình, nhưng mà rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm. Và nhiều khi các bạn đó không báo cho gia đình biết. Trước mặt cha mẹ lúc nào cũng bưng bít, cũng che đậy, sợ là cha mẹ sẽ lo, sẽ buồn khổ. Hoặc là có thể là cha mẹ sẽ không hiểu được cái tình trạng của mình mà cảm thông, mà chấp nhận. Cho nên nhiều bạn đã phải trốn gia đình để lên được bản hoa anh đào, mục đích chỉ để tịnh dưỡng tâm hồn, chỉ để lấy lại sự quân bình, chỉ để tìm lại sự sống đích thực cho mình. Nếu mà quý vị là những người như chúng tôi được đón nhận và chăm sóc các em, quý vị sẽ thương, sẽ không có ý muốn chê trách là tại sao trốn đời, tại sao mà vô trách nhiệm, tại sao mà phụ lòng cha mẹ vân vân. Tại vì quý vị hiểu rằng là họ không thể học được nữa, họ không thể đưa cái gì thêm vào người của họ được nữa, họ không thở được nữa. Thậm chí mặc dầu là bỏ vợ bỏ con đi vài tháng như vậy là không nên, mặc dầu là bỏ chồng bỏ con đi vài tháng như vậy là coi không được, là thiếu trách nhiệm. Nhưng mà họ đang trong một tình trạng rất là khó khăn, mà họ đã tìm đủ cách để giải quyết rồi mà không giải quyết được, cho nên họ mới tìm tới mình cần một sự giúp đỡ. Và khi chúng ta ngồi xuống để nghe những câu chuyện đó đó, thì chúng ta mới biết là đây là một quyết định cần thiết. Mặc dầu là chúng ta có thể xem đây không phải là một quyết định hoàn hảo, đây không nên là một quyết định lâu bền, nó có thể là một giai đoạn thôi thì được. Nhưng mà thậm chí đối với quý vị là những người làm công tác tư vấn tâm lý đó, quý vị có kinh nghiệm, quý vị nhìn sâu vào tình trạng của mỗi người đó, quý vị có thể biết rằng người này cần phải 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều hơn nữa mới có thể chữa lành vết thương của họ. Thì cái việc mà họ bị dán những nhãn hiệu như là thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, hay là vô cảm với gia đình của mình đó, thì thiệt là tội cho họ. Nếu mà ở gia đình có hạnh phúc á, ở gia đình tìm được bình an, tìm được niềm vui đích thực thì không có làm như vậy. Nhưng mà đánh đổi để mưu cầu hạnh phúc, đó là một điều đáng ca tụng chứ. Tức là bạn muốn thoát khỏi sự xiềng xích đó, khỏi những giới hạn đó, để bạn đạt được cái điều mà bạn muốn đạt,
để bạn chạm được cái ước mơ của mình, sống qua được những ngày tháng của hạnh phúc. Còn hơn là có nhiều bạn chết chìm trong cái cảm xúc của mình, không thoát được. Biết là khổ mà không bật ra được. Biết là muốn thoát nhưng mà không có lối để thoát. Tức là đã nỗ lực cá nhân, không có gầm rú, không có gào thét, không có đổ thừa nữa, thì đó là điều rất đáng trân trọng. Còn hơn là rất nhiều bạn chỉ biết lên án, chỉ biết buộc tội người khác, chỉ biết đổ thừa, chỉ biết trách móc người khác, mà tự thân thì không tìm cho mình một lối thoát. Thì tôi cũng nghĩ là bạn cũng nên trải nghiệm nơi miền hoang dã, bạn cũng nên trải nghiệm nơi những nông trại làm công tác thiện nguyện. Nhưng mà bạn có biết không, dù bạn có chạy đi đâu đi chăng nữa thì bạn cũng không thoát khỏi chính bạn. Bạn chạy đằng trời thì khổ đau vẫn bắt kịp bạn. Những cô đơn, những bế tắc, những tuyệt vọng, những giận hờn, nó vẫn xiềng xích bạn. Tại vì cái khổ đau á là ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Nếu bạn là người tin vào cái tuệ giác của Đạo Phật thì điều cơ bản đầu tiên bạn phải tin đó là khổ đau là ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Mặc dầu là có những lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta kiệt sức, chúng ta có đổ thừa, chúng ta có oán trách, nhưng mà khi chúng ta tỉnh táo lại, khi chúng ta bình tâm trở lại, thì chúng ta phải nhớ rằng mọi khổ đau là đến từ ở bên trong. Rất là khó chấp nhận điều này, nhưng mà bạn cũng không cần chấp nhận liền đâu. Bạn cứ trải nghiệm, bạn cứ sống tiếp và nhớ quan sát, để bạn thấy rằng là hầu hết có thể là trên 90% nguyên nhân đưa tới khổ đau là ở bên trong bạn. Có thể hoàn cảnh trái ngang, có thể hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể hoàn cảnh trái với điều bạn mong chờ, nhưng mà nó chỉ là tác nhân, nó chỉ đóng góp, nó đóng vai trò phụ. Còn tác giả chính của nỗi khổ niềm đau của bạn đó là tham, sân và si. Những khoảnh khắc phải đối diện với chính mình. Cho nên cái việc mà mình thoát khỏi một cái nơi nó có quá nhiều áp lực, nó quá nhiều sự xiềng xích đó, tôi nghĩ là nó cũng cần. Nó cần, nhưng mà chỉ trong một giai đoạn thôi. Bên ngành tâm lý trị liệu cũng khuyến khích bạn là nên thay đổi hoàn cảnh một thời gian. Còn Đức Phật thì khuyên chúng ta gọi là hãy chuyển kênh đi, tức là hãy đổi đối tượng tiếp xúc đi. Thí dụ bạn ở với một người nào đó, bạn đã dùng hết mọi cách để giúp đỡ người đó bớt khó chịu mà họ vẫn cứ khó chịu với bạn. Bạn đã van lơn, bạn đã xin xỏ người đó đừng có làm khổ bạn nữa, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục than phiền, trách móc, buộc tội bạn, yêu sách bạn đủ điều. Bạn đã dùng hết sức mình rồi mà bạn vẫn không thay đổi được tình thế, thì giải pháp đưa ra là bạn tạm ngưng tiếp xúc với người đó một thời gian. Tất cả các nhà tâm lý trị liệu đều khuyên bạn như vậy, tách ra. Thì ở bên thiền cũng vậy, khuyên bạn là tạm tách rời hoàn cảnh. Tại vì tâm chúng ta nó đang gắn quá chặt vào hoàn cảnh, hoàn toàn bị chi phối bởi đối tượng, bởi hoàn cảnh, thì chúng ta phải tạm thời tách ra. Tách ra để làm gì? Để đối tượng đó, đối hoàn cảnh đó không tiếp tục tưới vào nữa, không tiếp tục kích hoạt vào nữa. Nếu bạn là người vững vàng, nếu bạn là người ổn định, bạn biết cách bảo hộ tâm ý của mình, thì những lời trách móc, buộc tội, những chất độc của người kia không có chạm được bạn, không có ảnh hưởng tới bạn. Nhưng bạn rõ ràng đang rất là yếu, đang không đủ tự vệ mình, thì bạn cần tách ly ra khỏi môi trường đó. Ở trên bản Hoa Hành Đạo, chúng tôi cũng dựa trên 3 cái yếu tố để giúp đỡ một bạn đang có khó khăn về tâm lý. Yếu tố đầu tiên là bạn đó phải đến trên bạn, tức là tách lìa môi trường. Môi trường đó không có nhiều người hiểu và cảm thông. Môi
môi trường đó chỉ có bị trách móc, lên án, buộc tội. Môi trường đó bạn phải vắt kiệt năng lượng để làm việc quần quật suốt ngày, để tạm thời quên đi cái vết thương của bạn. Nhưng mà có quên được đâu, vết thương của bạn vẫn cứ chi phối của bạn. Cho nên cái đề nghị đầu tiên của tôi là bạn phải tạm dừng lại tất cả. Đừng hướng ra bên ngoài nữa, đừng tiêu hao năng lượng nữa. Bạn cần một khoảng thời gian để rút lui. Ở Mỹ nó có cái từ gọi là retreat, là rút lui. Bạn cần một giai đoạn đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, và thậm chí là đừng suy nghĩ gì hết. Để làm gì? Để hồi phục năng lượng, để cân bằng lại. Thì cái môi trường chúng tôi tạo ra ở bản Hoa Anh Đào đó là một không gian tĩnh lặng hoàn toàn, có cảnh trí rất là đẹp, thậm chí là thơ mộng đó. Hồ xanh biên biếc, rồi núi chập, núi non chập trùng, thông reo gió mát. Để làm gì? Để khi bạn đến đó đó, bạn được nuôi dưỡng. Còn môi trường hiện tại bạn đang sống là bạn đang bị tàn phá. Chúng tôi vẫn không khuyến khích thiền sinh xách gói ra đi vĩnh viễn, không khuyến khích những bệnh nhân của mình là bỏ gia đình mà đi luôn. Mà chúng tôi chỉ nhìn vào cái tình trạng của mỗi bạn đó, mà cho một lời khuyên là nên ở một tuần, hai tuần, hay là một tháng, hai tháng, hoặc là nhiều hơn nữa. Nhưng mà phải dùng cái biện pháp tách ly hay là xả ly. Thí dụ khi bạn sử dụng cái điện thoại, bạn không đủ khéo, bạn để cái điện thoại nó quật ngã bạn, cứ một phút là rờ điện thoại một lần, không tới một phút nữa, có 20 giây thôi, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người. Mà mỗi lần có ai gọi điện thoại là giật bắn người lên, là hoảng loạn, coi có phải là người ấy hay không. Ai vậy? Chủ nợ. Chủ nợ về vật chất hay là chủ nợ về tình cảm gì đó. Và cái điện thoại của bạn nó có quá nhiều chức năng đi, nó hấp dẫn quá, cho nên bạn cứ rờ rờ trên đó suốt, biết kiếm cái gì trên đó. Tại vì nó có quá nhiều hình ảnh, màu sắc, âm thanh, nó cuốn bạn vào trong đó. Để rồi bạn mất sự kết nối với thực tại. Bạn đi bạn cũng không biết đi đâu, bạn ăn bạn cũng không biết bạn ăn cái gì, bạn nói bạn cũng không biết bạn nói cái gì, bạn nhìn bạn không biết bạn nhìn ai nữa. Cái đó đâu phải là một thực thể sinh động, phải không? Đó là một cái xác chết. Và cái điện thoại đó nó biến mình trở thành một cái thực tại như vậy đó. Và tại vì nó mạnh hơn bạn và nó đã quật được bạn. Có một câu chuyện là có một ông lão đó ngồi câu cá. Bởi vì ngồi cá buổi mà không có con cá nào đớp mồi hết, ông chán quá, cho nên là ông chìm vào trong giấc ngủ. Thì bỗng dưng là cái cần câu nó giật, và ông giật bắn người. Ông mới lao theo chụp cái cần câu, nhưng mà con cá nó đã lôi cần câu đi cả mét rồi. Thì ông mới lao theo, và cuối cùng là ông lao xuống dưới sông luôn, vật vã để kéo cái cần câu và kéo con cá lên. Thì một đứa bé nó ngồi từ xa vậy, nó thấy như vậy, nó nói là: "Bố ơi bố, ủa vậy là ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố?" Bạn câu cái điện thoại hay điện thoại câu bạn? Bạn câu công việc hay là công việc câu bạn? Bạn câu cái liên hệ tình cảm đó hay liên hệ tình cảm đó đang câu bạn? Câu có nghĩa là làm chủ, là điều khiển, là xiềng xích. Khi mà bạn thấy cái việc dùng điện thoại á, mà mình không kiểm soát được, có thể giai đoạn này mình yếu kém, năng lượng nó tụt xuống, thì tạm đặt ra một cái luật cho việc sử dụng điện thoại. Có nghĩa là cứ một tiếng mới mở điện thoại lên lần, thí dụ như vậy. Hoặc là mỗi ngày chỉ sử dụng điện thoại từ mấy giờ tới mấy giờ, còn sau đó là tắt điện thoại luôn. Hoặc là đưa điện thoại cho ai giữ giùm, cần thì xin lại. Hoặc là cuối tuần là thôi, tắt luôn điện thoại 2 ngày cuối tuần. Cái đó gọi là tách ly, xả ly. Vì biết nếu cầm kè kè bên người là không làm chủ được, thì phải sử dụng tới giải pháp tách ly. Mặc dù là tách ly một thời gian thôi. Tới bao giờ? Tới bao giờ bạn vững trở lại? Tới bao giờ bạn sử dụng điện thoại một cách có chánh niệm, có tỉnh thức, có
ở thế chủ động. Bạn có cái điện thoại chứ không phải điện thoại câu bạn. Bạn làm cái gì mà bạn chủ động được cái đó đó thì bạn mới kết nối được với sự sống. Bạn mới biến nó trở thành một phương tiện để phục vụ cho mục đích sống của bạn. Còn nếu đụng tới đâu là dính tới đó. Đụng vào người nào là hệ lụy tình cảm vào người đó. Thì làm ơn nghỉ yêu thời gian đi. Tôi không khuyên tất cả mọi người ngừng yêu, ngừng thương yêu. Mà hễ mình thương yêu là có vấn đề. Hễ thương yêu là khổ lụy. Thương yêu là chết chìm trong cái cảm xúc đó. Thì dù là liên hệ tình cảm thương yêu giữa mẹ với con, giữa cha với con, giữa anh em, giữa một cặp tình nhân hay là vợ chồng, chúng ta cũng cần một giai đoạn là tách ly, xả ly. Chịu nói không? Có những lúc chúng ta cảm giác ngột ngạt, khó thở quá. Cho nên chúng ta xách xe đi về miền quê, yên ả thanh bình, ở đó vài ngày. Về đó làm những cái việc rất là đơn sơ như trồng rau, hay là chăn bò, hay là chỉ đơn giản là ngắm cảnh miền quê thôi. Lòng cảm thấy rất là yên, rất là dễ chịu. Thì đó là một quyết định khôn ngoan. Cái vấn đề là nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đang bị cái gì. Vấn đề là nhiều khi biết bị cái gì rồi, đã có người chỉ điểm rồi mà không bứt ra được, không thoát được, không dám làm cái quyết định đó. Mặc dầu là nếu tiếp xúc nữa là sẽ khổ, sẽ thở không nổi, thậm chí là nó có sẽ bứt luôn đó. Nhưng mà không đủ bản lĩnh để rứt ra một cái thói quen lặp đi lặp lại rất là lâu rồi, để thiết lập một thói quen mới, đó là sống một mình, đến một nơi xa lạ, không có làm những công việc hàng ngày nữa. Chúng ta sợ cảm giác đó, nhất là những bạn đang rơi vào tình trạng trầm cảm, càng rất là khó để tách ly ra khỏi cái môi trường đang quá nhiều áp lực đè lên mình. Biết là cần thoát nhưng mà không thoát được. Cho nên trong trường hợp như vậy là mình phải cần có sự trợ giúp nữa. Nói cho một người bạn nào biết là làm ơn kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy này đi. Làm ơn bằng cách nào đó, chửi tôi cũng được, mắng tôi cũng được, làm sao cho tôi đủ cái can đảm nghị lực để mà bước ra khỏi cái vũng lầy này. Chứ còn nếu tôi ở tiếp tục trong đó thì chắc là chết, chứ không nói. Có nhiều người mình thấy rất là tội. Rõ ràng là họ đang không làm chủ đời sống của họ được nữa. Rõ ràng là họ không thể kiểm soát được cái cảm xúc của họ. Rõ ràng là họ có quá nhiều cái khổ đau từ cái liên hệ tình cảm của họ. Và mình biết rằng người này cần phải được tách ly ra khỏi cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó một thời gian. Nhưng mà họ không tin vào điều đó. Họ không đủ tin rằng tách ra là họ có thể sống được, tách ra là có thể chữa lành được cái vết thương của họ. Và khi bạn không đủ niềm tin thì bạn không đủ động cơ để làm điều đó. Có nhiều người phải cần tới một biến cố, một nghịch duyên ập tới đó, thì họ mới làm được cái quyết định là đã đến lúc phải lên đường đi tịnh dưỡng tâm hồn rồi. Cho nên nhiều khi các bạn đến tư vấn với tôi thì tôi biết ngay là bạn này cần phải dừng lại nghỉ ngơi, hàm dưỡng tâm hồn một thời gian. Có thể đến một cái trung tâm thiền ở chừng vài tuần lễ. Nhưng mà các bạn cũng chỉ dạ dạ vậy thôi, chứ còn không đủ quyết tâm để đến trung tâm thiền. Có nhiều bạn chọn giải pháp dễ hơn, đó là đi du lịch thời gian, cũng là tách ly vậy, đúng không? Và tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp hay hơn là giải pháp ở lại mà không thay đổi được tình trạng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, dù chúng ta có đi tới đâu, dù chúng ta đã chọn cảnh yên bình rồi, mà nếu tâm nó không có yên bình, tâm nó dậy sóng, thì
Cảnh yên bình nơi đó không còn ý nghĩa gì nữa. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mà cái cảm xúc đau thương trở lại, khi mà vết thương nó hoạt động trở lại, khi phiền não nó bắt đầu nó trào ra, thì dù bạn đã đến cái cảnh yên bình đó rồi đó, thì bạn cũng không thay đổi được tình trạng. Và thậm chí cảnh yên bình đó đối với bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy cho nên là cái vấn đề đổi cảnh đó, nó chỉ giúp bạn thoa dịu được một thời gian rất ngắn thôi. Bạn ở thử miền quê đi, 2-3 ngày, 3-4 ngày rồi bạn chán chết. Bạn lại nhớ cái nhà tắm của bạn, bạn nhớ cái phòng ngủ của bạn, bạn nhớ cái nhà bếp của bạn, bạn nhớ những người thương của bạn, bạn nhớ công việc của bạn, bạn nhớ cái điện thoại của bạn, rồi bạn trở về. Cho nên nếu mà bạn đến được một cái nơi cần đến để giúp cho bạn bình yên thật sự đó, thì hãy đến một trung tâm thiền. Là tại vì ở đó cảnh nó yên tĩnh là chắc chắn rồi, nhưng mà ở đó có những cái phương pháp để giúp tâm của bạn có điểm tựa. Còn nếu bạn chỉ đi về miền quê thôi, bạn không có phương pháp nào để đối diện với tâm của mình, để đi thẳng vào trong tâm mình để chữa lành, thì thế nào vết thương nó cũng tràn ra. Vậy thì khi bạn đến trung tâm thiền thì người ta sẽ dạy bạn 2 phương pháp để bạn có thể thoát ly ra khỏi chính tham sân si trong lòng của bạn, chính những cái phiền muộn của bạn. Phương pháp thứ nhất gọi là định. Có nghĩa là tâm bạn nó đang lang thang, đang trôi bềnh bồng, đang bay nhảy vô tổ chức như vậy, thì người ta hướng dẫn bạn là hãy tập trung vào một điểm đang có mặt trong hiện tại. Một điểm nào cũng được, thí dụ bạn chọn một chiếc lá cũng được, rồi một điểm, một cái vết dơ trên tường cũng được, một hạt sỏi cũng được, một ngọn nến cũng được. Nhưng mà tốt nhất là hãy nên chọn một điểm nào đó trên cơ thể của bạn, để khi bạn dịch chuyển ở đâu thì điểm đó nó cũng có mặt. Và càng gần thì cái độ tập trung nó càng dễ. Có nhiều điểm lắm, bạn có thể là chọn đầu chóp mũi, rồi nhân trung, hay là hơi thở của bạn. Đó là cái định sâu sắc nhất, đó là chuyên chú vào hơi thở. Thì tâm của bạn bây giờ nó chạy lang thang, nó nhớ về quá khứ, nhớ cái người làm cho nó tổn thương, nhớ cái câu chuyện đau lòng, thì bạn lại huấn luyện nó trở về với hiện tại, rồi nó lại nhớ về quá khứ, rồi bạn đem nó trở về với hiện tại, chú ý vào một điểm, rồi lại nó nhớ về quá khứ, rồi bạn lại đem nó trở về với hiện tại, rồi lại nó nhớ về quá khứ, rồi bạn lại đem nó trở về với hiện tại. Bạn phải làm như vậy đó, hàng chục buổi, vài chục buổi, tùy vào cái mức bấn loạn tâm trí của bạn, tùy vào cái nội lực của bạn, mà cái tiến trình đem tâm trở về an trú trên một điểm lâu hay là mau. Và khi tâm bạn nó chịu đậu lên rồi, nó chịu đáp xuống rồi, và nó chịu bám chặt vào cái đối tượng hay là đề mục đó rồi đó, thì sự chữa trị bắt đầu diễn ra. Tiến trình chữa lành vết thương bắt đầu diễn ra. Hầu hết những cái vết thương của chúng ta đó, nó chỉ trở nên hoạt động và lầy lội khi mà chúng ta nhớ tới nó, và chúng ta cung cấp thức ăn cho nó. Cung cấp thức ăn có nghĩa là chúng ta cố gắng đồng nhất mình với cái cảm xúc đó, rồi lại cố gắng nhớ lại quá khứ, lục lạo lại ký ức, rồi phân tích, rồi giải thích coi ai đúng ai sai, rồi lý luận đủ điều hết. Cái đó gọi là cung cấp thức ăn cho vết thương. Còn khi bạn không cung cấp thức ăn cho nó, nghĩa là bạn phải lơ nó đi. Cái cách mà chúng ta thường lơ là gì? Ngủ một giấc, giải thoát. Tức là người đó có chửi, có mắng, có càm ràm, mày ngủ một giấc rồi xong. Có những người chọn cách là đi vào giấc ngủ cho thần kinh nó êm dịu, cho nó dễ chịu, chứ mở mắt là chịu hết nổi rồi. Có những người đi uống tách cà phê, đi uống lon Coca-Cola, đi uống chai bia, đi tìm một người bạn, đi chơi cờ tướng, xách xe chạy vòng vòng, đi shopping, đi lên mạng, đi du lịch, đủ kiểu hết.
thậm chí là nấu ăn cho bớt stress, cho bớt trầm cảm, đi tìm một cảm giác dễ chịu. Dĩ nhiên là khi chúng ta đang trong sự căng thẳng, mệt mỏi, đau nhức, bạn có quyền chọn một giải pháp, tìm một cảm giác dễ chịu. Nhưng mà làm sao bạn tìm mãi được? Làm sao bạn cứ chạy lang thang bên ngoài đi tìm cảm giác dễ chịu được? Tại vì có lúc bạn thực hiện được, có lúc không thực hiện được. Mà đó là chưa nói là bạn càng lang thang đi tìm những cảm giác dễ chịu là bạn càng tiêu hao năng lượng của mình. Mà năng lượng càng tiêu hao thì vết thương càng lớn rộng ra. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy về tâm lý. Đức Phật khuyên là đừng có chạy nữa, đừng tìm kiếm cái gì bên ngoài nữa, hãy quay trở về. Tại vì chúng ta có một khả năng rất là vĩ đại, tự chữa lành vết thương của mình, nếu chúng ta biết cách. Tại vì cái vết thương là ở trong tâm, và cái liệu pháp chữa trị nó cũng từ ở trong tâm. Bạn thấy người đó đang xiềng xích bạn phải không? Người đó đang thao túng cuộc đời của bạn phải không? Người đó đang làm khổ bạn phải không? Bạn nên suy nghĩ lại. Nếu bạn không cho phép thì người đó sẽ không làm được điều đó. Tại sao gọi là cho phép? Tại vì bạn có nhu cầu với người đó, bạn cần người đó, bạn hệ lụy vào người đó, bạn gắn kết quá sâu đậm với người đó, bạn nghiện vào người đó, thậm chí là bạn đã có thụ hưởng cái gì ở nơi người đó, cho nên người đó mới có quyền làm khổ bạn như vậy. Chứ một người không có bất cứ một cái ràng rịch gì với nhau trong liên hệ tình cảm á, thì làm sao có thể làm khổ nhau được. Khi mà cái muốn của mình đã bước ra, muốn phải thế này thế kia, là sự ràng buộc đã bắt đầu xuất hiện. Dĩ nhiên là nếu bạn vững chãi, nếu bạn ổn định, thì bạn muốn có thêm một cái điện thoại đời mới nhất không là vấn đề, bạn cứ muốn. Nhưng mà rõ ràng là khi cái muốn nó đặt ra thì đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ tới cái điện thoại hết, đi đâu cũng thấy cái điện thoại hết, nghĩa là bạn bị ràng buộc vào cái điện thoại. Đó là chưa kể là sau khi bạn có được cái điện thoại hậu kỳ đó thì biết bao nhiêu cái hệ lụy từ cái điện thoại nữa. Bạn có làm chủ được cái điện thoại đâu. Vậy thì cái muốn đó là một cái muốn sai lầm, không phù hợp với tình trạng thực tế của bạn. Bạn muốn có người thương để làm gì? Để đỡ cô đơn, lạc lõng, để có người tâm sự, để có người nấu ăn ủi đồ, để có người bầu bạn, để có người sớt chia nỗi khổ niềm đau. Đó là những cái quyết định tôi nghĩ cũng không có gì là sai hết. Nhưng bạn có bản lĩnh không? Bạn có nội lực không? Bạn làm chủ cái ca này hay là ca này sẽ làm chủ bạn? Nếu bạn thấy bạn còn yếu quá, đừng ra gió. Nếu bạn thấy bạn còn quá ư là nhạy cảm, tâm lý bạn thay đổi thất thường, bạn làm ơn đừng có yêu ai, đừng thương ai. Tại vì bạn yêu, bạn thương người nào là bạn sẽ làm khổ người đó. Nói như vậy bạn đâu có chịu. Bạn có quyền công dân để yêu mà, để thương mà, ai mà ngăn được bạn. Để rồi cuối cùng bạn tới đây bạn than: thầy ơi cứu con. Cứu gì? Từ đầu đã nói rồi, từ từ rồi hãy yêu, cân bằng ổn định đi rồi hãy yêu. Cho nên nếu mà bạn vững, bạn ổn thì tình yêu sẽ trở thành một chất liệu cần thiết, màu nhiệm. Còn nếu bạn không vững, không ổn thì nó quật bạn tơi tả và bạn trở nên bị ràng buộc trong tình yêu. Bây giờ bạn muốn tìm sự giải thoát phải không? Tìm ở đâu? Một liều thuốc an thần, hay là một chuyến đi xa mãi mãi? Cái đó gọi là giải thoát. Chúng ta muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, khổ quá, chịu không nổi. Dĩ nhiên là khi tư vấn về hôn nhân đó thì tôi cũng biết là có những cặp mình không thể cứu được. Hai bên đều không còn thương yêu nhau nữa rồi. Cái điều mà có thể giúp được họ đó là họ vẫn còn yêu thương nhau.
Mặc dù có thể họ nghĩ là họ hết yêu thương rồi, nhưng mà nhìn sâu thẳm vào trong đó đó, mình biết là họ vẫn còn yêu thương nhau. Thì mình cố gắng giúp họ khơi dậy cái tình thương yêu đó. Nhưng mà nếu họ đã thật sự hết thương yêu nhau rồi thì rất là khó để giúp đỡ. Thậm chí có những cặp họ làm khổ nhau suốt mấy chục năm trời bằng bạo lực nữa. Cho nên tôi thì không có thẩm quyền để khuyên họ chấm dứt, mà tôi chỉ phân tích là nếu bạn cứ tiếp tục nữa thì khổ ráng chịu. Thì cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên phải thay đổi ít nhất, còn tốt nhất vẫn là hai bên thay đổi. Và cho dù là bạn có kết thúc được cuộc hôn nhân này thì cái vấn đề nó vẫn còn ở trong bạn. Bạn là một kẻ thất bại trong tình cảm. Và nếu bạn cứ tiếp tục thiết lập một cái liên hệ tình cảm với một người nào khác mà bạn vẫn chưa giải thoát được những cái u mê, những cái giới hạn, những yếu kém trong chính bạn, thì bạn sẽ tiếp tục tấn tuồn khổ đau của bạn. Cho nên là bạn có chạy lên thiên đường thì khổ đau cũng sẽ rượt đuổi kịp bạn. Bạn có chạy đi một cái tinh cầu xa xôi nào đó thì những cái vấn đề trong nội tâm của bạn nó vẫn cứ bất ổn và nó vẫn cứ xiềng xích bạn. Đức Phật khuyên đừng chạy đi đâu hết, chỉ cần quay vào, dừng lại qua, quay vào trong. Và chúng ta đã chưa đủ tin vào điều đó. Mỗi khi khổ quá là vẫn cứ muốn xách gói bỏ đi thôi. Chứ chúng ta không có nghĩ rằng là nếu mình thay đổi được bản thân, làm chủ được cảm xúc, vượt qua được những giới hạn, những yếu kém của mình, thì sự giải thoát nó sẽ xuất hiện. Giải thoát trong một cái điều kiện không có gì ràng buộc, trong mọi thứ nó yên bình thì nó dễ quá rồi. Mà giải thoát nơi cái sự ràng buộc, nơi những khó khăn nó vẫn còn đó mà bạn vẫn có thể thoát khỏi sự xiềng xích, thì đó mới là điều tuyệt vời. Và có người hoàn toàn có thể làm được giải thoát giữa những ràng buộc. Tại vì khi tâm bạn nó đã bình an rồi, bạn đã làm chủ được tham sân si của bạn rồi, thì những cái xiềng xích, những cái đòi hỏi, những cái yêu sách, những cái cố tật, những năng lượng tiêu cực của người khác không chạm tới bạn được, không là vấn đề. Có thể bạn không tin vào cái trạng thái đó, nhưng mà đó là một trạng thái có thật. Nếu bạn tu luyện nghiêm túc đi thì bạn sẽ đạt được cái trạng thái đó. Người đó có nói gì, có chửi gì, có phiền hà gì, bạn vẫn cứ mỉm cười. Giải thoát trong hiện tại, giải thoát trong chính bạn là khi bạn đã vượt thoát được tham sân si của mình. Dĩ nhiên là bạn vẫn là một con người, bạn chưa phải là thánh, cho nên là bạn không cách nào mà không có tham sân si được. Nhưng nếu bạn có tu luyện thật sự, tu luyện một cách nghiêm túc thật sự, thì bạn giới hạn được những phiền não của mình. Bạn gạn lọc được một phần cơ bản nào đó về tham sân si của bạn, thì coi như là khổ đau trong cuộc đời này chỉ còn một nửa thôi. Bạn phải tin vào điều đó. Bạn phải tin rằng nếu tâm bạn bình an thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều là bình an. Nếu tâm bạn đã giải thoát rồi đó, không bị tham sân si khống chế, thì bạn thấy đâu cũng là sự giải thoát hết. Đó là sự giải thoát đích thực. Giải thoát để rời khỏi một cái cảnh nào đó nó quá khắc nghiệt, đó là giải thoát tạm thời. Còn giải thoát tuyệt đối là phải thoát khỏi những giới hạn, những yếu kém, hoặc là những cái dung lượng trái tim còn chưa đủ lớn của mình. Phá vỡ những xiềng xích ở bên trong, từ những suy nghĩ, những vọng động mang tính chất tham sân si, đến những cảm xúc mang tính chất tham sân si. Phá vỡ được nó thì sẽ có tự do. Tham là mong cầu, bớt mong cầu lại sẽ có tự do. Trong cái cuốn phim Into the Wild có rất nhiều bài hát rất là hay. Tôi đặc biệt thích cái bài Society, xã hội ơi. Trong đó có câu là It does thinking more and less, less is more. Bạn có bao giờ nghĩ thêm là bớt không? Hay là bớt nó cũng chính là thêm? Thêm, more material, thêm
điều kiện vật chất thì sẽ less freedom, sẽ bớt tự do. Mà hãy thêm cái freedom thì sẽ bớt đi những tiện nghi vật chất. Ít ai mà đạt được trình độ rằng có rất rất nhiều tiện nghi vật chất mà vẫn giữ được cái tâm trong sáng thuần khiết, giữ được sự tự do của mình. Cho nên Đức Phật luôn luôn khuyên các vị xuất gia là không được sở hữu tài sản. Mà nếu có thì phải là tài sản của tập thể, phải phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, chứ không có tài sản cá nhân. Mà cái đó là sau này Phật giáo Đại Thừa phát triển lên cái ý tưởng đó, chứ còn nguyên thủy là không có luôn. Là tuyệt đối không sở hữu tài sản. Có câu chuyện là một hôm Đức Phật ngồi ở trong rừng cùng với các vị xuất gia. Thì có một bác nông dân chạy tới méo máu. Bác nói là: ông thầy tu ơi, mấy ông thầy tu, ngồi đây có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang đây không? Thì Đức Phật quay sang nhìn các học trò của mình, thì các thầy đều lắc đầu là không có nhìn thấy. Thì Đức Phật nói bác nông dân là: bác ơi, bác thử đi qua ngõ bên kia tìm xem, chứ chúng tôi ngồi đây từ sáng giờ mà không có thấy. Thì bác nông dân vừa đi vừa dậm chân vừa khóc. Bác nói là: trời ơi, năm rồi là thất bát mấy sào mè rồi, mà bây giờ mất đàn bò 12 con này chắc chết chứ sống nổi. Và tới khi bác nông dân đi xa rồi thì Đức Phật mới quay sang nhắc nhở với các vị xuất gia là: các thầy, mình không có con bò nào để mất, phải không? Cái đó không phải là chọc quê bác nông dân, mà là nhắc nhở cho các vị xuất gia nhớ là đừng có đem bò về nha. Nhiều khi mình không có quản lý tâm ý mình tốt, mình mềm lòng dễ dãi đó, dắt bò về hồi nào không hay. Mà hãy bò về rồi thì sự tự do giải thoát nó bị giới hạn. Dù là có khi chúng ta sử dụng những cái mục đích phục vụ cho cộng đồng, nhưng cũng phải rất là cân nhắc. Mà ngày xưa Đức Phật không có nói câu đó, sau này Phật giáo Đại Thừa mới nói câu đó thôi, chứ còn Đức Phật nói là tuyệt đối là không. Cho nên giới luật của Đức Phật gọi là ba la đề mộc xóa, biệt giải thoát. Có nghĩa là bạn giữ giới nào là bạn giải thoát vì cái giới đó. Bạn giữ giới không uống rượu thì rượu không còn làm phiền bạn được nữa. Bạn giữ giới không có nói dối thì cái chuyện nói dối không có ảnh hưởng được bạn được nữa. Bạn giữ giới không trộm cắp thì tài sản không ảnh hưởng được bạn được nữa. Bạn free, bạn miễn nhiễm với tất cả những cái thứ đó. Dĩ nhiên là tiến trình giữ giới cũng kinh khủng lắm, chứ không phải dễ dàng gì. Nhưng mà nếu bạn càng giới hạn sự hưởng thụ của bạn thì bạn càng có nhiều sự tự do. Tôi lấy đơn cử một ví dụ là khi tôi đi xe nhờ trong 3 năm đi bộ vòng quanh nước Mỹ đó, chưa có ai cho tôi đi xe nhờ mà họ đi xe đẹp cả. Toàn là xe xấu không à. Chiếc xe cặp tàng. Là tại vì sao? Tại vì họ sợ. Những người đi xe đẹp họ sợ. Họ sợ một cái người lạ quắc, một cái người mang ba lô đứng trên đường, không biết trong ba lô nó có bom, nó có súng, có vũ khí gì hay không. Họ có thể cướp xe, họ có thể giết người, làm chuyện tầm bậy nè. Cho nên những người đi xe đẹp là không dám. Thấy chưa? Tự dưng các bạn có xe đẹp, các bạn mất đi sự tử tế. Phải chi bạn về, các bạn đổi chiếc xe cũ bạn ra, bạn chở người đó, chở sự bình niệm thì bạn khôi phục được sự tử tế của bạn rồi. Ở thành phố, ở những nơi đô thị của nước Mỹ đó, bạn mà bước qua nhà người khác mà bạn không xin phép trước, có thể là một là họ sẽ cho chó tấn công bạn, hai là họ gọi cảnh sát, ba họ lấy súng chỉ thiên họ bắn lên trời để cảnh cáo bạn, gọi là bất khả xâm phạm. Nhưng mà bạn đi về miền quê nước Mỹ đó, cửa không có khóa. Và thậm chí là họ biết bạn đến, họ để sẵn miếng giấy, kêu vào đó đi lục lạo thức ăn gì đó để kiếm chỗ ngủ, rồi về gặp sao. Tại sao làm được như vậy? Tại vì họ ít vật chất. Tại vì họ không có sợ mất cái gì cả.
vì ít vật chất cho nên là không sợ hãi. Vì không sợ hãi cho nên chuyện gì cũng dám làm. Trong đó có cả sự tử tế cần thiết của một con người. Bạn thấy không? Cái sự thuận lợi nó đã làm cho bạn mất hết sự tự do. Bạn không thể hiện hết được những cái điều tuyệt vời nhất ở trong chính bạn. Cho nên khi mà bạn thấy cái con thuyền của bạn nó khẩm quá, một thời gian qua nó đã nằm yên có một chỗ, không có nhúc nhích cục cửa gì được hết, mà muốn giải cứu con thuyền thì biện pháp cần thiết đó là bạn phải bước lên con thuyền đó, xô đại cái thùng hàng nào xuống đi, thùng nào nặng nhất, đắt tiền nhất, thì lúc đó con thuyền nó sẽ lướt tới phía trước được. Đó là biện pháp xả ly cần thiết. Dĩ nhiên nếu bạn đủ sức kéo con thuyền đi với bao nhiêu thùng hàng đi chăng nữa thì không có gì để nói. Đằng này là bạn đã không kéo nổi. Cuộc sống bạn nó cứ làng nhà, nó cứ tầm thường, nó cứ nhọc nhằn, nó cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí quá nhiều khổ lụy, thì bạn phải xét tới yếu tố có cần xả ly cái gì không, có cần thả bớt bò không. 12 con bò là 12 sự ràng buộc, 12 điều quan tâm. Nếu bạn chỉ có 5 con bò thôi mà bạn vẫn có thể sống được, sống ổn, thì bạn chỉ có 5 sự ràng buộc thôi. Còn nếu bạn chỉ có 1 con bò mà cũng sống được, cũng sống ổn, thì bạn chỉ có 1 sự ràng buộc thôi. Bài toán dễ tính quá mà. Nhưng mà thực tế là có những thứ không xả được, có những thứ không thể rứt bỏ được. Nếu có thì tạm rời xa vài ngày thôi, chứ xa lâu quá mất. Tình trạng sẽ thay đổi. Nói vậy thôi chứ chúng ta không thể dùng cái phương pháp xả ly cho tất cả mọi trường hợp, chỉ là giải pháp tạm thời. Cho nên Đức Phật sau khi dạy về ly sanh hỷ lạc thì Đức Phật dạy qua định sanh hỷ lạc. Bây giờ bạn hãy xả ly một số thứ cần phải xả ly, rồi sau đó bạn hãy tập trung tâm ý để phát triển nội lực. Đừng có để tâm nó lang thang bồng bềnh, suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chú tâm vào một điểm, và cái định này nó có thể mở rộng không gian ra, không chỉ giới hạn trên đối tượng là hơi thở nữa. Bạn có thể chú ý vào bất cứ đối tượng nào mà mỗi lần chú ý là phải chú ý thật là sâu, thật là lâu, để tâm ý bạn nó đừng có bay nhảy đi. Và cái cách thứ ba sau khi dạy về định có thể đưa tới cái sự giải thoát khỏi những cái xiềng xích của những vọng động của cảm xúc trong lòng rồi đó, thì bạn học qua cái cách thứ ba gọi là niệm sanh hỷ lạc, tức là học cách quan sát chính những cái phiền não, những cái vết thương của mình. Hai cách đầu là bạn lẩn tránh, bạn tìm cách để hồi phục năng lực, không có động chạm tới cái vết thương. Còn cách thứ ba là bạn phải học cách đối diện với những cái ràng buộc, những cái phiền não ở bên trong của mình. Mà phải qua hai cái bước kia trước, phải xả ly một số điều cần thiết. Ít nhất là bạn tạm ngưng làm việc một thời gian, tạm tiếp xúc đối tượng nó một thời gian, để bạn dành toàn thời gian năng lực của bạn để bạn phát triển định lực. Rồi sau đó bạn bắt đầu học cách để mà đối diện thẳng với những cái vấn đề của mình. Cái đó gọi là niệm sanh hỷ lạc. Và bạn bắt đầu học cách quan sát phiền não mà không đồng nhất với phiền não. Cái này chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nhưng mà cái phương pháp thì chỉ có một vậy thôi. Nó rất là khó làm. Đó là học cách quan sát mà không đồng nhất với phiền não. Thì bạn sẽ không trở thành nô lệ của phiền não. Bây giờ bạn có một cái sức mạnh lớn hơn phiền não để đứng đó nghiễm nhiên mỉm cười nhìn phiền não đang trôi qua. Qua quá trình bạn phát triển ly sanh hỷ lạc, qua quá trình bạn phát triển định sanh hỷ lạc, thì bạn có được một cái power, một cái mindfulness power, một cái sức mạnh của sự tỉnh thức đứng nhìn phiền não
mà phiền não không làm gì được bạn hết. Khi bạn đạt được trình độ đó là cơ hội giải thoát đã mở ra. Thậm chí là bạn nhìn vào những cái nhận thức sai lầm của mình, những cái wrong perception, gọi là cái tâm si của bạn đó. Tức là ngày xưa giờ mình không hề biết đó là một nhận thức sai lầm. Thí dụ một quan niệm về về hạnh phúc chân thật là gì? Bạn cứ nghĩ hạnh phúc chỉ là một sự thỏa mãn. Còn khi bạn có sự định tĩnh, có trí tuệ trở lại, bạn biết hạnh phúc là sự thỏa mãn, không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật là thí dụ như là khi bạn biết thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Thí dụ là khi bạn tìm được sự bình an ở trong lòng. Thí dụ là khi bạn sẻ chia những cái giá trị tốt đẹp cho người khác, làm cho người khác có hạnh phúc, thì cái đó là hạnh phúc chân thật. Bạn vượt thoát ý niệm là đi phục vụ cho cái tự ngã của mình, để bạn đạt tới một cái ý niệm lớn hơn, đúng đắn hơn, đó là đem hạnh phúc mình ban rải cho người khác. Cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi những cái giới hạn, những cái yếu kém của mình. Giải thoát khỏi những cái tâm tham và tâm sân của mình. Hai thứ, tham và sân. Tham cũng ràng buộc và sân cũng ràng buộc. Cái tâm mà lúc nào cũng muốn hết, muốn không ngừng nghỉ, là một sự ràng buộc. Dù cái muốn của bạn nó cần thiết, nhưng mà nó chưa phù hợp cho cái tình trạng của bạn, cho cái khả năng của bạn, thì cái muốn đó cũng cần phải được thu lại. Khi bạn đặt cái muốn ra, cuộc sống bạn bị đảo lộn, ảnh hưởng tới những người khác, thì bạn nên thu cái muốn đó lại. Nếu bạn đặt cái muốn ra, bạn mất sự cân bằng, bạn mất đi sự kết nối với sự sống, bạn mất hạnh phúc, thì bạn thu cái muốn đó lại. Cái đó gọi là vượt thoát chính mình. Và cái tâm sân cũng vậy. Cái tâm hay chống trả, hay đáp trả, hay phản ứng, hay khó chịu với những điều bất như ý xảy ra, khi bạn học cách quan sát nó, không cho nó hình thành, khi nó xuất hiện là bạn đã quan sát được rồi. Không cho nó thúc đẩy bạn buông ra lời nói và hành động, là bạn vượt thoát được cơn sân. Cái đó là sự giải thoát trong đạo Phật. Vượt thoát khỏi chính những giới hạn, những yếu kém, những phiền não của mình. Vượt thoát tâm tham và tâm sân đôi khi nó còn dễ hơn là vượt thoát tâm si. Những cái nhìn sai lầm, những cái nhìn hạn hẹp của chính mình. Và chỉ khi nào chúng ta quay trở về với chính mình đủ, phát triển được định lực, phát triển được niệm lực, có khả năng tập trung an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, có khả năng quan sát tiến trình phiền não của mình một cách dễ dàng, là lúc đó sự giải thoát đã bắt đầu đến với bạn. Bạn đang sống trong sự giải thoát. Mặc dù là bên trong còn nhiều phiền não, nhưng nó đã không thể làm gì được bạn nữa rồi. Chỉ thỉnh thoảng đôi khi bạn thiếu chánh niệm, bạn thiếu sự thực tập, thì phiền não nó chiếm cứ bạn chút xíu. Nhưng bạn lại quay trở về với bài thực tập của mình, lại tiếp tục quan sát phiền não, thì phiền não nó sẽ rơi rụng. Cứ như thế, khi sự tỉnh thức lan tràn trong con người của bạn, trong lời nói, trong bước chân, trong hơi thở, trong mọi lúc mọi nơi, là bạn đang sống trong sự giải thoát. Còn khi sự vô thức nó chiếm cứ toàn bộ con người của bạn, nó sẽ lôi kéo lên bao nhiêu là lớp phiền não, thì từ đó là hỏa ngục, là bao nhiêu cái khổ đau nó đang thao túng lấy bạn. Cho nên sự giải thoát đích thực là phải giải thoát chính cái bên trong của bạn, chứ không phải là ở bên ngoài. Dù bạn thoát được cái bên ngoài mà bạn không thoát được cái bên trong, thì bạn sẽ vẫn phải khổ đau dài dài, vẫn còn bị ràng buộc dài dài. Và chúc các bạn có đủ nghị lực để cho mình nhiều cơ hội buông xả được những gì cần buông xả, những gì nó đè nặng trong tâm can mình, làm cho mình không thể phát triển được những cái pháp thiện lành, không thể làm được những cái điều tốt đẹp, không thể sống tốt đời sống của mình được, thì nên buông xả. Có thể có những thứ không buông xả mãi, nhưng mà không buông xả vĩnh viễn, nhưng mà buông xả một thời gian, tạm tách ly một thời gian. Có thể cách này nó làm cho cục diện cuộc sống bạn sẽ thay đổi. Và
Kế tiếp đó là bạn tập dành thời gian để phát triển định lực. Đừng để tâm ý bay nhảy lung tung nữa. Phải đưa nó về một đề mục, một đối tượng để tập trung. Và cuối cùng đó là bạn đủ sự tinh tấn để thường trực quan sát được những vọng động trong tâm của mình. Để rồi bạn thấy sự giải thoát có thể xảy ra trong hiện tại. Bạn có thể có được tự do, thảnh thơi, an nhàn ngay trong kiếp sống này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.